Tổng số tiền đó nó lên tới 600 triệu đô. Đây là một con số rất là lớn. Và các bạn có thể thấy đấy, một cái hệ sinh thái khi mà bị hack thì đấy là một điều không ai mong muốn cả. Trước đấy có rất rất là nhiều vụ cũng bị hack như thế rồi. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng Stand Up Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ nói tới một chủ đề, đấy là BNB Chain bị hack, đồng BNB liệu còn đáng để chúng ta hold hay không? Đây là một chủ đề mình tin rằng sẽ rất rất nhiều bạn quan tâm. Bởi vì ngày hôm qua khi mà sự kiện BNB Chain bị hack lúc 7 giờ sáng, theo mình nhớ thì là tầm 7 giờ sáng là tất cả chúng ta đều nhận được tin là BNB Chain bị hack. Và sau đó CZ thông báo tới các validator để dừng cái việc xác nhận lại, để làm sao tin tặc họ không chuyển được cái số tiền đấy đi và không có thể lấy được hẳn cái số tiền đấy ra. Tổng số tiền đó nó lên tới 600 triệu đô. Đây là một con số rất là lớn. Và các bạn có thể thấy đấy, một cái hệ sinh thái khi mà bị hack thì đấy là một điều không ai mong muốn cả. Trước đấy có rất rất là nhiều vụ cũng bị hack như thế rồi. Và toàn liên quan đến cầu chuỗi, toàn liên quan đến cái cross chain ấy, cái nối giữa các cái chain với nhau. Đấy là một cái cây cầu và nối giữa các cái mạng khác nhau để làm sao có thể chuyển qua lại coin. Và đấy là một trong những nhược điểm mà đến tận bây giờ vẫn có nhiều hacker họ lợi dụng cái điều đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau để xem là cái đồng BNB nó còn đáng để hold hay không nhá. Trên màn hình là kênh CN Pro Trading của bọn mình. Nếu như lần đầu tiên bạn đến với kênh thì bạn có thể subscribe để ủng hộ bọn mình lên 100k sub nhá. Ok, ở phía dưới khi mà bạn kéo xuống bạn sẽ thấy được một danh sách phát là đầu tư coin từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Đây là một bộ video mình làm rất đơn giản, rất cơ bản và cực kỳ bài bản và hệ thống. Bạn có thể xem là bạn có thể biết cách đầu tư luôn. Mình đảm bảo với các bạn, xem, học, hiểu là đầu tư được. Không cần gì phải phức tạp cả. Bạn có thể xem cái bộ này và đầu tư có lãi được. Nếu như bạn tin thì bạn sẽ có lãi. Còn nếu như bạn không tin thì đương nhiên rồi, bạn có thể đi A, đi B, đi C, đi tìm thông tin khắp cả cái thị trường này. Nhưng rồi cuối cùng bạn sẽ không kiếm được quá nhiều tiền. Cái việc đơn giản đôi khi sẽ là việc hiệu quả nhất. Nên các bạn cứ tin mình và xem cái bộ đấy đi. Rồi, nếu như bạn tìm từ khóa coin ở đây thì mình sẽ ra được các cái bộ video có thumbnail màu đỏ. Thì đấy là bộ video về coin nhá. Và trong đấy có một video là bài số 5, 3 đồng coin chắc ăn nhất, dễ lời nhất mà người mới có thể hold lâu dài. Thì BNB là một trong những đồng đó. Ba đồng đó bao gồm BTC, ETH và BNB. Các bạn có thể xem cái video này của mình để các bạn hiểu hơn, mình có phân tích chi tiết ở trong đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về BNB nhá. Ngày hôm qua sau khi mà xảy ra cái tin BNB chain bị hack thì ngay lập tức các nơi họ đều đưa cái thông tin đấy lên và có rất rất nhiều người sợ nản buông tay BNB. Và các bạn có thể thấy ở đây, giá BNB từ 293 nó rơi một phát xuống 278. Và có rất nhiều nơi nói rằng BNB sập mạnh. Nhưng khi mà mình vào chart mình nhìn thấy nó chỉ có 5% thôi mà, đâu có vấn đề gì lớn đâu. Tức là chúng ta có thể đánh giá như sau. Thứ nhất, BNB là một cái đồng khá là lớn, có thể nói khá là lớn trong cái thị trường này rồi. BTC này, xong đến ETH, xong đến BNB đúng không? Một trong ba đồng lớn nhất rồi. Thứ hai, về cái việc mà giá nó lên xuống không nhiều, bạn có thể nhìn ở khung D nhá. Khi bạn nhìn vào khung D của BNB thì bạn có thể thấy là giá nó khá là bình ổn luôn. Thậm chí nó không tăng giảm nhiều như những đồng altcoin khác. Thậm chí nó còn lì hơn cả BTC cơ. Và bạn có thể thấy là BTC có tăng có giảm nó vẫn cứ đi như thế này. Nó kệ BTC luôn. Thì đấy là một trong những yếu tố. Yếu tố thứ hai, khi mà có tin hack ấy, thì trong cái thị trường downtrend bạn có thể thấy là tin food, tin hack, rồi rug pull, rất rất là nhiều tin xấu khác đều được tung ra. Và đó là những cái chiêu trò để cá mập, nó khiến cho chúng ta phải buông tay ra. Những chu kỳ trước cũng thế và những chu kỳ này cũng thế. Khi mà tâm lý con người không bao giờ thay đổi thì luôn luôn những cái việc đó sẽ xảy ra. Khi mà uptrend, khi mà thị trường đang nóng, khi mà thị trường đang hot thì những tin tức tốt, những cái sự kiện tốt, tất cả mọi thứ tốt nhất, FOMO nhất đều được đẩy ra. Còn khi mà thị trường đang nguội lạnh như thế này, đang vào mùa đông như thế này thì tất cả những tin tức xấu, hack, mất tiền, CEO rời bỏ đội nhóm, rồi food, rồi vân vân, tất cả mọi thứ sẽ đều đổ dồn vào những cái này. Và kể cả tình trạng kinh tế nói chung, nó sẽ tác động đến để làm sao chúng ta buông những cái đồng coin đi và chúng ta bỏ cái đồng coin của chúng ta đang nắm giữ đi. Và sau đó cá mập, cá voi nó mới có thể gom được, gom một lượng hàng đủ lớn. Và sau đấy nó test xem, khi mà ít người
còn cái đồng coin đó thì nó mới đẩy lên và nó đẩy cả thị trường lên. Đấy là cái quy tắc chung rồi, ai cũng biết điều đó, nhưng không phải ai cũng làm được. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta biết là đây là đang downtrend, BNB là một đồng tốt và HASH là một trong những việc không thể tránh khỏi khi mà chúng ta càng ngày càng phát triển, giống như kiểu là một cái bug ấy, một cái lỗi của một cái việc lập trình. Khi mà các bạn phát triển lên thì dần dần các bạn sẽ vá lỗi, vá lỗi, vá lỗi. Và giống như kiểu Android, iOS, Apple, rồi là những cái máy tính này, Microsoft vân vân, tất cả những cái đó khi mà người ta phát triển lên, người ta sẽ luôn luôn phải thêm bản cập nhật, thêm bản cập nhật để họ cải tiến, họ vá lỗ hổng, họ làm cho những cái việc hack rồi những cái việc mất thông tin nó bớt đi. Thì ở trong cái crypto này cũng thế, nó phát triển không khác gì những cái ứng dụng công nghệ cả. Dần dần nó sẽ đi từ không tới có, từ kém lên vừa vừa, lên trung bình, lên tốt, lên cực tốt, và nó dần dần nó sẽ phát triển lên. Thì cái việc hack này nó không phải là một cái gì đấy quá là lạ lẫm hoặc quá là nguy hiểm mà chúng ta đã chặn được rồi. Thêm nữa là dần dần họ sẽ cải tiến lên và nó sẽ bớt đi những cái đó. Thì đấy là về cái yếu tố phân tích về công nghệ, dần dần nó sẽ tốt lên. Về giá thì mình vừa đưa cho các bạn xem rồi, không ảnh hưởng gì mấy. Về mình, về quan điểm của mình nhá, về quan điểm của mình thì BNB là một trong những đồng mà mình hold và mình DC hàng tuần, mình mua DC hàng tuần. Còn nói chung là có nhiều bạn có thể tin những đồng khác, ví dụ Bit này, E này, hoặc là một vài cái đồng khác thì các bạn có thể mua, mua hàng tháng hoặc là phân ra chọn vùng để mua. Đấy là tùy các bạn. Nhưng riêng về BNB thì mình thấy là nó có tiềm năng, nó có khả năng ok về tương lai sau này, một tương lai dài thì mình mua và mình tích trữ. Thêm nữa, cái việc mình mua mua hàng tuần đấy nó làm cho mình có được một thứ, đấy là không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Khi mà nghe tin là BNB trên bị hack ấy, có thể rất nhiều người mới, những người mới tham gia vào thị trường hoặc là những người dồn toàn bộ tiền vào một cái điểm, ví dụ mua ở điểm này hoặc là mua ở điểm này, thì họ có thể rất là sợ hãi, rất là lo lắng. Nhưng mình mua là mình mua trải dài thời gian dài, mình mua trong những cái khoảng giá về trung bình sau này nó sẽ rất là thấp, nên mình không lo lắng gì cả. Mình chỉ lo một điều là nó không có xuống nữa thôi. Không xuống nữa thì mình không mua được giá thấp. Các bạn có thể hình dung là mình mong là khi mà giá tin nó ra ấy, nó xuống như này. Đấy, nó xuống như này thì có phải là mình có thể gom được nhiều không? Nó từ 320 nó xuống đến trăm mấy, thậm chí 30 mấy, 4 mấy đô cũng được, càng tốt. Nhưng mình không thấy được điều đó, nó không xuống mạnh như thế. Thị trường như này bạn có thể thấy là cái lực bán nó cũng bớt đi rồi, nó yếu đi rồi. Trừ khi là phải có một tin gì mạnh lắm, một cái tin tức kinh tế, hoặc giống như kiểu tháng 3 năm 2020 ấy, nó làm cho một cái tin là Covid xảy ra bùng trên cả thế giới, và sau đó thì giá coin nó đào rất là mạnh, nó chia đôi luôn. Thì mình rất là mong những cái sự kiện đó xảy ra để mình gom được thật nhiều. Bởi vì giá bây giờ bạn cứ hình dung là 280 một đồng BNB, mình gom thì cùng một số tiền là 1.000 đô chẳng hạn, mình chỉ gom được vài đồng. Nhưng nếu nó xuống 100, nó xuống 100 thì cùng 1.000 đô mình gom được 10 đồng. Càng thấp thì càng tốt, mình gom được, gom được, gom được. Đương nhiên là mình phải có cái niềm tin vào nó thì mình mới dám làm như thế. Và các bạn cũng thế, các bạn chỉ nên động vào, hold và giữ những cái đồng coin mà bạn tin thôi. Nếu như bạn mới, bạn không biết hold đồng nào, bạn không biết đầu tư đồng nào, thì bạn cứ Bitcoin bạn mua cho mình, cứ Bitcoin bạn mua, yên tâm, không vấn đề gì xảy ra cả. Nếu Bitcoin chết, cả thị trường này chết, và rất nhiều người sẽ phải ra đi cùng với bạn, yên tâm đi, điều đấy là điều chắc chắn rồi. Và tóm lại video này thì với mình, BNB mình sẽ vẫn tiếp tục mua, vẫn tiếp tục hold và vẫn tiếp tục DC mua hàng tuần. Ok, vừa rồi thì mình vừa chia sẻ ý kiến của mình về việc BNB trên bị hack thì mình có hold, có tiếp tục mua thêm BNB hay không. Còn bạn thì sao? Hãy comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.